ngày mà Sương Minh Tuệ bước ra đời thì anh chị sẽ thấy biết bao nhiêu là một cái ngọn ánh sáng đó, mà để cho nam nữ hồng trần mà coi theo đó, mà lại lục mà theo Sương Minh Tuệ mà để trao dồi Phật pháp tu hiền. Vì sứ mạng của Sương Minh Tuệ rất là nặng chứ không có nhẹ đâu. Vừa làm ngọn đuốc ở trần gian mà vừa vô nghĩa địa mà ngồi, mà để dắt dìu tạo hóa những cái linh hồn đó đặng về Tây Thiên Cực Lạc của cha mẹ bề trên. Thì đó, anh chị thấy Sương Minh Tuệ đó đầu trần cứng đắc, không còn cái gì mà mùi đời nữa hết. Mà có ai làm được như Sương Minh Tuệ hay không? Vừa quá độ hồng trần mà vừa quá độ những người phước luôn. Bởi trong nước Việt Nam mình cũng vậy, mà anh chị tha phương cầu thuật cũng vậy, thì ai cũng đầu tắt mặt tối hết. Muốn kiếm cái đồng ngăn rất là khổ sở cho cái thân xác, không phải là những người nghèo khổ đó mà ăn cái đồng ngăn của anh chị mà tưởng anh chị đồng ngăn sung sướng đâu. Đồng ngăn anh chị cũng đổ mồ hôi mà xó con mắt, mà để có cái đồng ngăn để giúp cho những người nghèo khổ, cái đó là mình gọi là mình chia sớt với nhau, tình thương đối với tình thương. Thì ngày nay bé chị mong cho anh chị gần xa, ai ai thì cũng vậy hết. Thì ngày thầy trở lại, Lâm Hoa đã dán màn, thầy trở lại. Nếu anh chị đủ đức tài thì anh chị sẽ thấy thầy sẽ trở lại trong chu kỳ ba chuyến chót, nguyên kim thân của thầy luôn. Sau này thì trước đó mình kêu là cậu Tư, ngày sau mình phải nguyện là Đức Phật Thầy Tây An là mới đúng là thầy. Thì ngày nay thì thầy đã đáo lai trần thế, mà để xuống dưới dương thế này làm gì? Mà để độ đà cho nữ nam. Còn trong cái dạng ba ngũ hành ai ai cũng vậy. Nếu mình là người phàm mắt thịt, mình xài gì cũng vậy, làm gì cũng vậy, ăn cũng vậy, uống cũng vậy, cũng đều là trong cái ngũ hành năm mẹ hết. Thì ngày sau anh chị gán mà tính tưởng năm mẹ dạng ba ngũ hành, mà gán kháng nguyện năm mẹ dạng ba ngũ hành, thì năm mẹ dạng ba ngũ hành sẽ ban những cái lộc, cái tài, những cái danh, cái lợi cho anh chị gần xa trong nước và ngoài nước. Thì ngày nay á, bé chỉ phiên anh chị một cái như gì, ai ai thì anh chị cũng đều kính ngưỡng hết. Mà quan trọng nhất, anh chị phải lo ôm gốc cái củ quyền, là cái gốc bồ đề. Thầy còn phải có củ quyền thắt tổ, huống chi mình không có củ quyền thắt tổ ông bà. Thì ngày nay bé chỉ phiên anh chị gần xa ai ai thì cũng vậy. Nếu mình biết mẹ, biết thầy, biết củ quyền thắt tổ ông bà, thì mình nên trao dồi trong đường Phật Pháp, mình gán lau chùi trong các bản thân mình. Bởi vì bé mới nói một câu như gì, trên Phật định thì Việt Nam đắc Phật, nước Việt Nam xuất hiện thánh nhân. Nếu ai tìm gõ nguồn cơn, trong ngày đại hội thánh nhân rước về, dùng bảy núi chiếu phê sắc lệnh, kêu có người gắn tỉnh đặng tìm, ở Nam Non là chỗ thanh liêm, lạc dương Phật mà ngồi chờ hiền đức. Chúng sanh ơi gắn lo hiền đức, để mai này mà chầu Chúa minh hoàng. Thì ở đây thì bé phiên anh chị nói như vậy, bởi vì đời nay thì bé thấy anh chị gần xa ai cũng vậy, người tâm đạo cũng có mà không tâm đạo cũng có. Thì bé phiên anh chị, những anh chị nào chưa có tâm đạo thì mình gán trao dồi trong cái đường Phật Pháp, đặng kỳ ba chiến chót là mình nhẹ cái xác hồn, đặng mình còn gặp gỡ ông bà tổ tiên, gặp cha mẹ tổ thầy trong chu kỳ ba chiến chót. Thuyền của mẹ đã cập bến từ lâu, mà mẹ lúc nào cũng chăm con trẻ, mà xuống thuyền của mẹ, mẹ đưa mẹ rước hết. Mà bây giờ mẹ thấy con cần, làm sao mẹ rước được đây? Bởi vì trong cái chu kỳ này mẹ cha sàng mẹ sảy, thì lập lừa con trẻ ai ai cũng đều khổ hết. Vì trong năm Quý Mẹo người ta nói, đúng năm Quý Mẹo thì nhớ tao gối cuồng. Thì đúng là nam nữ gần xa ai ai cũng vậy, đường đi nước bước làm ăn công danh sự nghiệp, ai cũng đều gói cuồng trong công việc và trong cái sự tiền bạc hết. Mà tưởng bước qua năm Thìn, Giáp Thìn này thì tưởng là anh chị gần xa ai ai cũng đều mạnh giỏi bình an, mà bước qua năm Giáp Thìn này thì bao nhiêu cái nạn tai, bao nhiêu cái dập dồn sóng gió bão bùng lục này nọ, mà để cho nam nữ gần xa ai cũng phải đều hứng những cái quả cái nghiệp đó hết. Đó là cái nghiệp, cái quả của mình tạo, mà ngày nay mình mới gặp cái bảo lục nó như vậy. Đó, bây giờ anh chị cũng gần xa gán nguyện cầu mà giáng sinh cha mẹ tổ thầy của quyền thất tổ họ chăm, mà minh chứng cửa lòng từ bi bác ái, mà độ cho anh chị vượt qua hết cả cái nạn tai này. Thì nay thì bé cũng là một chiếc thuyền mà để bé đưa rước thôi, chứ ngày nay thì bé cầu xin làm sao. Thì ngày đem bé nguyện cũng bé cầu,
cầu cho thế giới hòa bình mà cầu cho đại dịch mà đẩy lùi qua mau, cầu cho con mẹ Kỳ Ba, cầu cho Dương Thế con cha mạnh lành. Thì ngày nay á, thì bé cầu là bé cũng cầu hàng ngày hàng đêm cho anh chị gần xa, chứ bản thân bé thì bé cũng chưa xin cho cái bản thân bé, bởi vì bé buông cái bản thân này mà để bé giúp đời giúp đạo về độ người bệnh hoạn thì cái đó bổn phận của bé. Dầu bé không cần bạc, cần tiền, cần sao anh chị vững bền an khang thì đó là bé đã đủ mừng rồi. Thì ngày sau á, thì thầy lương á, thì mẹ ban cho bé, chứ bé cũng không cần mà lãnh lương của anh chị gần xa ở dưới thế này. Bởi vì đồng tiền căn nó mới có giá trị hơn đồng tiền trần. Bây giờ đồng tiền trần mình làm cái gì nó cũng đều mang cái nghiệp hết. Chỉ có đồng tiền căn là đồng tiền phước đức của mình, mà mình tạo dương thế mà mình để bót mòn về da, mình bỏ ấm, đằng mai sau mình đủ đầy. Đằng chợ bước vô cái hội lâm qua trong cái kỳ bao hạ nguân chiến trót này thì bé mới nguyện được, bé mới trở về Tây Phương Cực Lạc tại thế. Thì ngày nay bé cầu xin anh chị cũng vậy, trăm họ con cháu ai cũng vậy, cán mà lo sửa cái thân, mà lau chùi cái thân xác, mà để hội lâm qua mà mình hưởng được cái lâm qua tại thế. Phật thánh tiên thì đồng nhau xuống thế, độ con trần dưới thế kỳ ba. Ai thời con mẹ con cha, gắn lo tu nguyện ngày sau dưỡng bền. Thì đó, thì cha mẹ thì lúc nào cũng thương con trẻ hết, chứ cha mẹ không lúc nào mà để giết con trẻ bao giờ hết. Bởi vì con trẻ tạo nghiệp thì con trẻ phải hứng chịu cái nghiệp này. Bây giờ á, nghiệp thì con trẻ đã mang, mà cha mẹ mà thấy con trẻ mà trả nghiệp như gì thì cha mẹ cũng chẳng có vui lòng. Thì ngày nay anh chị ơi, gắn mà quay đầu trở lại. Thì ngày nay thì bé chỉ nói một cái câu như vậy thôi. Thì lúc nào thì bé cũng cầu cho anh chị gần xa cũng vậy, ai ai cũng được ấm no hạnh phúc, ai ai làm ăn cũng được tiền tài đầy kho, đặng thương cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh ở trần đời, mà mình có dư ngăn đó mà để mình giúp đời giúp đạo, giúp những người nghèo đó một miếng ăn, một miếng uống, no một hai ngày, đó cũng là phước đức của anh chị. Bởi vì anh chị thì làm đồng ngăn thì bé thấy cũng đều, ai ai cũng đều cực khổ mới có cái đồng ngăn, chứ không phải mà nói đồng ăn mà làm cái nhẹ nhàng không đổ mồ hôi xót mắt mà có đồng ngăn đâu. Thì ngày nay anh chị thương, nếu thương anh chị thì thương cho chót những cái người nghèo nào đó, thì anh chị có xu có cắt thì anh chị cứ việc ban gại đi, để anh chị ngày sau đó anh chị về phải thi tụ trường của cha mẹ tổ thầy mà giữ trường để chấm thi cho anh chị. Vì trong cái đạo đời này thì anh chị thấy rồi, ngày mà Sư Minh Tệ bước ra đời thì anh chị sẽ thấy biết bao nhiêu là một cái ngọn ánh sáng đó, mà để cho nam nữ hồng trần mà coi theo đó, mà lại lục mà theo Sư Minh Tệ mà để trao dồi Phật Pháp tu hiền. Vì sứ mạng của Sư Minh Tệ rất là nặng chứ không có nhẹ đâu, vừa làm ngọn đuốc ở trần gian mà vừa vô nghĩa địa mà ngồi mà để dắt dìu tạo hóa những cái linh hồn đó bạn về Tây Thiên Cực Lạc của cha mẹ bề trên. Thì đó, anh chị thấy Sư Minh Tệ đó, đầu trần chân đất, không còn cái gì mà mùi đời nữa hết. Mà có ai làm được như Sư Minh Tệ hay không? Vừa quá độ hồng trần mà vừa quá độ những người phức luôn. Cái đó sứ mệnh của Đức Sư Minh Tệ rất là nặng nề, chứ không phải là Sư Minh Tệ đã nhẹ đâu. Như Sư Minh Tệ tu đó, tu tại gia, gia giàu, tu sung sướng, Sư Minh Tệ sao không chọn? Mà chọn phải dầm mưa dãi nắng đầu tròn chân đất. Thì anh chị thấy rồi, là thấy trong cái sự tu đó là điều là khổ, chứ không ai tu sung sướng hết. Nếu mình tu khổ rồi, mình vượt vô cái khổ đó rồi, thì ngày, ngày cực lạc đó, sen tò, sen vàng của mẹ, thì mẹ sẽ ban cho anh chị kề bên. Thì ngày nay bé chia sẻ với anh chị gần xa, ai ai cũng vậy. Thì trong cái chu kỳ này, mẹ Nam Hải và Đức Phật Dương Di Lạc đã bước sang Nam Việt mà để độ đà anh chị gần xa trong cái Nam Việt Trung ương này. Thì anh chị ơi, thì bé chị mong cho anh chị nếu có lòng từ bi bác ái thì lo cho đời mà để giúp cho những người nghèo khổ đi anh chị. Bởi vì trong cái bước qua năm Giáp Thìn này thì bé thấy anh chị gần xa ai cũng mang đều một cái chứng bệnh nặng hết. Mặc nhiều khi những vị không có đồng ngăn mà để chữa bệnh, nhiều khi những vị mà hai hàng nước mắt mà phải xè tay ra xin người này người kia mà để trị trong cái bệnh đó cho nó hết để bình an. Thầy Sư Minh Tệ nó cũng đúng, tuy rằng Sư Minh Tệ nói một câu nhẹ nhàng mà nó nhiều cái ý nghĩa đó.
Bởi vì sư Minh Tệ nói một câu đó cũng như cái gì nó cũng vậy. Hồi xưa ông bà mình cái gì cũng tự nhiên hết, mà ngày nay chẳng thế không còn cái gì để tự nhiên hết. Thì cái đó thì sư Minh Tệ nói rất là đúng chứ không phải là sai. Cũng như sư Minh Tệ là nói á, là cũng như đời nay á, là toàn là nó giả nhiều hơn cái thật. Hồi xưa á, thì nam tu á, thì mới đắc, nữ tu thì không có đắc. Mà trong chu kỳ ba chiến chót này, nam nữ tu ai cũng đều đắc hết. Là nói vậy. Bởi vì trong chu kỳ này là không phải nói là chọn lựa nam mà khinh nữ. Trong chu kỳ này nam nữ nào cũng vậy, nếu tu đắc thì sẽ đắc hết vào trong cái nam nữ. Chứ không còn phân biệt mà nam đắc mà nữ không đắc, là nói như vậy. Bởi vì trong chu kỳ này là trong chu kỳ này đã là trong chu kỳ chót rồi. Không còn mà phải phân lựa. Nếu ở trên phân lựa thì nữ người ta đâu tu để làm gì. Nữ người ta tu để làm gì? Thì ngày nay nữ nam nào tu cũng đều đắc, đắc trong cái kỳ ba chiến chót này hết. Tò chương của mẹ, thiền của mẹ cũng đều rước hết nam nữ mà trở về. Là nói như vậy. Bởi vì trong cái chu kỳ này cũng vậy, phiên anh chị tu đi, tu gì đắc không đắc gì, chờ mẹ thầy xuống thế rồi mẹ sẽ chấm công. Là nói như vậy thôi. Chứ đời nay đừng nói là mình nói là mình nữ tu không đắc mà nam tu mới đắc, không có. Mà phải nói là nữ, nữ cầm quyền mà nam không cầm quyền, nam nữ đều đồng nhau hết. Là nói như vậy. Thì ngày nay nam nữ nào cũng vậy, trao dồi trong đường Phật Pháp, lập công bồi đức cũng vậy. Nam lập công bồi đức cũng vậy, mà nữ lập công bồi đức cũng vậy. Thì ai cũng đủ tiền căn đó, mà tò chương của mẹ cũng ban hết cho nữ nam, chứ không phải là trọng nam mà khinh nữ, là cái đó không đúng. Mà bây giờ nam nữ là bình đẳng, là nói như vậy. Bây giờ thì chỉ nói cưng cái như vậy. Trong cái đạo và đời này cũng vậy, ai 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 cũng vậy, luôn cả các cưng cũng vậy. Nếu các cưng biết vào trong cái đạo pháp và cái đời, thì các cưng nắm vào trong cái đời và cái đạo, các cưng gắn mà trao dồi trong cái đường Phật pháp nha. Bởi vì đời thì phải nuôi đạo, đời thì phải nuôi đạo. Thì các cưng tạo những cái gì đời mà danh chánh, mà lấy công mà đổi lấy nuôi thân, mà để cưng bồi đắp trong cái đạo đó, sau này những cái gì mà mẹ đã sẵn dành cho cưng thì mai mai cưng sẽ có cặn kề. Là nói như vậy. Thì ngày nay á, bé trở về đây mà để dự lễ kỳ yên của Đức Phật Thầy Tây An, thì ngày nay Đức Tây An cũng vẫn có điển xuống thế ngày nay, là điển xuống để minh chứng cho anh chị gần xa mà trở về đất Nam Thành mà dự lễ kỳ yên, chắp tay cầu nguyện mà đăng trình, thì Đức Phật Thầy Tây An sẽ minh chứng cho anh chị trong cái những cái ngày đại lễ này hết. Trước bé trở về đây dự lễ kỳ yên, là nguyện cầu cho vạn dân trăm họ là một. Bé trở về trong cái dự lễ này là bé đang bước một vô một cái sân trường mà để cho bé thi. Vì một chữ bé cũng thi, mà hai chữ bé cũng thi. Bởi vì ngày đại lễ của Đức Phật Thầy Tây An, biết bao nhiêu anh chị gần xa, bao nhiêu linh căn linh tử mà trở về đây, điển thiên ở trên phủ xuống bao nhiêu hàng ngàn cái điển thiên. Ngày nay bé trở về đây là bé bước vô một cái sân trường. Một cái sân trường này là bé đang thi. Dầu một điểm bé cũng vẫn thi, hai điểm bé cũng vẫn thi. Nếu người ta anh chị mà hay thì được 10 điểm, bé dở bé cũng được 1 điểm, 2 điểm, đó bé cũng đã vô cái trường thi. Câu hỏi ngày nay á, con cháu tu thì cứu vớt của quyền. Mà hỏi á, anh chị gần xa hỏi câu này, mà anh chị gần xa có đứng vào trong hàng của quyền? Anh chị gần xa cũng đang đứng trong hàng của quyền vậy. Bởi vì anh chị nhiều đời nhiều kiếp anh chị cũng đáo lai, có khi làm ông, có khi làm bà, mà có khi làm cha, cũng có khi làm mẹ, cũng có làm con, làm cháu. Thì anh chị đời đời kiếp kiếp thì anh chị lộn đi lộn lại thì anh chị cũng có trong cụ quyền. Mà ngày nay anh chị mà hỏi ngày nay đắc đạo cứu cụ quyền, bây giờ anh chị đắc bản thân anh chị là cũng đứng vào trong cái hàng cụ quyền thất tổ đó. Bởi vì nói cho anh chị biết câu như gì, Đức A Nan mà đi ngang còn thấy đống xương còn phải chắp tay mà xá lại. Bởi vì Đức A Nan nhiều khi, Đức A Nan cũng nói cao, nhiều khi cũng có mình trong đó. Đó, mình cũng là đứng vào trong cái cổ quyền thất tổ bảy đời mà chính kiếp.
mà nhiều đời nhiều kiếp mình lộn đi lộn lại, nhiều khi mình lộn đàn ông, mình lộn đàn bà, có khi mình con, mình cháu, mình này mình nọ, cũng là mình đứng vào trong cái củ quyền mà ngày nay mình tu đắc cho bản thân mình, là cũng là cái củ quyền thách tổ cho cái bản thân của mình tạo nên, là nó như vậy. Chứ không phải là ngày nay mà mình nói là mình tu mình cứu củ quyền, mình cũng có đứng vào trong hàng củ quyền thách tổ đó. Bởi vì trong cái củ quyền thách tổ này, mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã đáo lai. Như Đức A Nan cũng vậy, đệ tử Đức A Nan hỏi sao mà Đức A Nan mà chắp tay xá xá cái đống xương. Bởi Đức A Nan mới nói nhiều khi cũng có ta trong đó. Nếu mà cậu hỏi một câu đi lễ có rút ra cái gì để có một cái kinh nghiệm gì không, dạ, thì nói chung ra thì sát bé đi trong cái cuộc lễ này, thì trước thì bé cũng chỉ cầu cho chăm họ là cái, dạ, tâm của bé là một. Mà bé có những gì trong các bản thân bé, những anh chị gần xa, những anh em huynh đệ nào cũng vậy. Nếu thiếu bạc thiếu tiền mà đi hành trao dồi trong đường Phật Pháp, thì bé có đồng ngăn bé đều trợ duyên cho anh chị hết. Là cái ý nguyện của bé chỉ bao nhiêu đó thôi, chứ ngoài ra mà nói những cái cơ, cái này, cái nọ, cái kia thì bé hoàn toàn bé không biết. Bởi vì bé làm, bé làm theo cái bản thân của bé, cũng như những cái gì đó, những cái gì anh chị nào đó thiếu thốn những gì đó, thì có thể bé có dư trong túi đồng ngăn, thì bé sẵn sàng trợ duyên cho anh chị, là cái ý nguyện của bé bao nhiêu đó thôi. Còn những cái chuyện thiên cơ, những cái chuyện gì đó thì để cho cha mẹ tổ thầy an bài dưới thế, chứ ngoài ra bé không biết những cái gì ở dưới thế. Bởi vì người ở đời mà biết được bao nhiêu, bây giờ ở đời đi nữa, mình chỉ biết là hai chữ trao dồi Phật Pháp. Mình làm sao mà kiếm tiền mà danh chánh ngôn thuận, mình có dư giả, mình giúp những người nghèo khổ đó, là tấm lòng từ bi bác ái của mình, để mình tạo lấy tiền cần mà mình đổi vào trong cái tiền căn. Thì theo như cậu á, thì có cái lời khuyên nào cho mọi người nghe để rút cái kinh nghiệm không? Thì nói chung á, thì sắp tới á, thì sát bé cũng đã biết, yeah. Thì ngày nay á, thì nếu bé lên cộng đồng mạng này thì bé chỉ nói bao nhiêu đây thôi, yeah. Nếu anh chị cái gì cũng đã biết trước sắp tới rồi, thì anh chị nhiều đêm dắt diều cùng nhau mà thắp hương mà cầu nguyện, xin cha mẹ tổ thầy ngũ hành năm mẹ và từ bi hỷ xả cho con trẻ trong những cái nạn tai sắp tới này. Thì cha mẹ tổ thầy với dạng ban năm mẹ ngũ hành mới từ bi hỷ xả, mới xây chuyển càn khôn, để cho con trẻ không hứng những cái nạn tai ở dưới thế sắp tới này. Thì anh chị gần xa cứ cầu nguyện đi, một người nguyện không được, hai người nguyện không được, ba người nguyện, thì mình cứ mình chắp tay mình nguyện đi. Nếu con cháu mà ai cũng đều trả nghiệp, ai cũng đều có lỗi làm hết, nếu mình biết lỗi làm, mình biết cái nghiệp mình trả sắp tới, mình cứ nguyện xin cha mẹ tổ thầy dạng ba ngũ hành đi, thì những cái chuyện thiên cơ đó, những cái nạn tai sắp tới này thì cũng đều qua hết cho anh chị. Thì hỏi anh chị có lòng có tâm mà thật lòng đặt tâm mà để xin cha mẹ tổ thầy mà dạng ban năm mẹ hay không? Thì nếu anh chị mà thành tâm đi, anh chị xin, thì từ đây sắp tới thì anh chị sẽ nhẹ nhàng ở trần thế này hết, không còn cái nạn tai, không còn sóng gió bão bùng mà lục mà cho anh chị gặp nạn hết. Bởi vì trong cái chu kỳ này, những cái nạn tai này là những cái nghiệp quả mà mình tạo trước đó, mà ngày nay mình phải trả trong cái đau đớn nó như vậy. Thì anh chị nếu biết lỗi, biết nghiệp của mình, thì anh chị cùng nhau mà dâng hương lên nguyện cầu cha mẹ tổ thầy dạng ba ngũ hành đi, sẽ xây chuyển xây, những cái cơn đó sẽ qua hết, dạ. Là nó như vậy, cái gì nó cũng vậy. Nếu mình biết lỗi, mình nhận lỗi, thì ở trên sẽ từ bi hỷ xả. Phật ở trên ta nói Phật dùng gì? Phật dùng tâm, dạ. Yeah. Phật dùng tâm. Sao một vị đó dông gió bão bùng nạn tai, mà một vị đó lập lên một cái miếu mà thờ mẹ Quan Âm, dạ, mà chỗ đó bây giờ không còn dông gió bão bùng nữa, là cái đó là gọi cái gì? Cái vị đó quá thật tâm. Người ta báo quá thật tâm để người ta cung kính, người ta làm một cái ngôi đó mà người ta thờ mẹ Quan Âm đó, là do mẹ Quan Âm chứng cái vị đó tâm quá thành thật mà mẹ mới chứng, mà để cho ngay chỗ đó không còn giông gió bão bùng. Bởi vì mới nói Phật dụng tâm, nếu tâm mình thành thì Quan Âm sẽ kề bên. Thì bây giờ nói chung á, thì trong cái chu kỳ này, cái kỳ ba chiến chót rồi, thì nay mai á, thì cũng đã cận kề. Thì nếu anh chị nào cũng vậy, nếu mà mình biết một chút xíu đi, những cái gì đó mình nên buông bỏ được, thì mình cứ việc buông bỏ.
mà để mình tạo ra những cái phước duyên nào đó, mà để sau này cho cái xác và cái hồn mình nhẹ nhàng, thì anh chị cứ việc tạo. Bởi vì trong cái bản thân anh chị cũng vậy, trong cái phước duyên và cửa lòng từ bi anh chị, không ai ép anh chị được hết. Trừ ra anh chị từ bi bác ái thì anh chị cứ giúp bao nhiêu những người nghèo khổ thì anh chị cứ giúp. Đó là cái lòng, cái tâm của anh chị. Chứ ở đây bé mà muốn nói cái gì thì bé cũng nói không được. Bởi vì cái gì nó cũng vậy. Mẹ sanh thì 100 trứng 100 lòng. Lòng ai cũng vậy, điều khác hết, không giống lòng ai hết. Thì anh chị nếu mà biết cái chuyện đạo và đời này, mà anh chị gắng làm mau quốc lẹ, thì anh chị ngày dự hội năm qua thì nó sẽ cận kề cho anh chị, chứ cũng không có cái gì.